Phúc An TV xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Phúc An TV trong suốt thời gian vừa qua. Đừng quên like cũng như đăng ký ủng hộ kênh giúp Phúc An TV với nhé. Tiếp tục cập nhật thông tin về đàn gà con của ca sĩ Phi Nhung. Mới đây, Tuyết Nhung đã thay đổi hình đại diện của mình với hình ảnh rất là xinh đẹp. Và nói về chuỗi live show tháng 4 sắp tới đây, Tuyết Nhung cũng đã gửi lời đến tất cả khán thính giả hãy góp ý cho Tuyết Nhung. Khán giả mong muốn thích nghe Tuyết Nhung hát bài gì thì hãy bình luận gửi đến với Tuyết Nhung. Tuyết Nhung sẽ cố gắng hát thật hay với hình ảnh thật đẹp để gửi đến với tất cả khán thính giả. Với những MV gần đây của Tuyết Nhung, những ca khúc Mạnh Quỳnh sáng tác, trong đó có một ca khúc Mạnh Quỳnh dành sáng tác riêng cho Tuyết Nhung, được Tuyết Nhung thể hiện rất là thành công, Trả Lại Tình Anh. Hiện tại thì MV này đạt được gần 250.000 lượt xem, một con số khá ấn tượng, cụ thể là 247.000 lượt xem và sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian sắp tới. Tiếp theo là MV Hạnh Phúc Đơn Sơ 2 cũng có một con số khá ấn tượng, đó là hơn 96.000 lượt xem. Tiếp theo là MV Trách Ai Bây Giờ, hiện tại cũng đã đạt hơn 111.000 lượt xem. Sau đó là MV mà Tuyết Nhung kết hợp cùng với Trường Sang, đó là ca khúc Dù Anh Nghèo, hiện tại cũng đã được hơn 50.000 lượt xem. 4 MV vừa qua với số lượng xem rất ấn tượng và sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian sắp tới. Và mới đây, Tuyết Nhung đã chia sẻ một clip ngắn về một video, một MV mới sẽ được Tuyết Nhung công chiếu trong thời gian sắp tới. Với hình ảnh MV này chỉ một đoạn clip ngắn, nhưng chúng ta thấy được sự phấn khích và sự cố gắng của Tuyết Nhung là động lực cho các bạn trẻ tiếp tục ra MV. Vì vậy, cô chú anh chị, những ai yêu mến Tuyết Nhung, hãy tiếp tục cài view những MV như là Trả Lại Tình Anh, Hạnh Phúc Đơn Sơ 2, Trách Ai Bây Giờ, Dù Anh Nghèo, để cho các bạn trẻ đàn gà con có thêm động lực để tiếp tục ra mắt những cái MV, những cái sản phẩm ca khúc mới trong thời gian sắp tới. Và hiện tại tất cả chúng ta, những người đang yêu mến đàn gà con, đang rất là háo hức chờ đón cái live show vào tháng 4 sắp tới đây, một chuỗi mini live show liên tục của đàn gà con cùng với ba Mạnh Quỳnh. Và mới đây, để nói về show diễn sắp tới thì Tuyết Nhung đã chia sẻ, đó là Cả Nhà Ơi, chuỗi show sắp tới, Cả Nhà Muốn Bé Nhung Hát Bài Gì Nè, comment phía dưới cho Nhung biết đi. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Với việc chia sẻ của Tuyết Nhung thì rất đông đảo cô chú anh chị đã vào bình luận: con hát song ca với ba Quỳnh bài hát Kiếp Tầm hoặc Căn Nhà Màu Tím của mẹ đó. Nói về ca khúc Kiếp Tầm, đây là bài hát mà Tuyết Nhung thể hiện cùng với ba Quỳnh và tiếng hát của mẹ Phi Nhung trên sân khấu của Paris By Night 133 tại Las Vegas. Mọi người đã rất là xúc động và hiện tại MV này cũng đã đạt hơn 1 triệu view. Đó là một ca khúc
rất là xúc động. Lần đầu tiên đến với Paribana của Tuyết Nhung thể hiện cùng với Ba Quỳnh và tiếng hát của mẹ Phi Nhung trên sân khấu. Bài nào bé hát cũng hay hết đó, bé cố gắng hát thật là hay, to rõ chữ là ok nè. Cố lên nha bé, chị chúc cho những chuỗi show diễn trong tháng 4 này của bé thật nhiều khán giả đến xem ủng hộ nè. Và chúc cho bé thành công và có thật nhiều show diễn nữa trong năm 2023 này nhé. Hát bài Tình Nhân Đi, Tuyết Nhung song ca với Ba Quỳnh là ok. Hát bài Anh Tí Anh Tèo, Anh Nào Em Cũng Quý, Nhưng Trái Tim Này Chỉ Có Một Và Thôi, Sao Em Sẽ Được Làm Đôi, Nửa Thương Anh Tèo, Nửa Yêu Cũng Anh Tèo. Đó là bình luận của Tuyết Nhung gửi đến với Trường Sang gửi đến với Tuyết Nhung. Bé hát bài nào cũng hay, Sao Anh Đành Phụ Em của mẹ Nhung đi. Tuyết Nhung hát với Ba Quỳnh một bài đi nhé, nhìn hai ba con hát hay quá. Sóng Gió Đi Em, con chưa kịp nói chị mê bài này, ngày nào cũng nghe riết, chồng chị cũng tò mò không hiểu hát gì mà ngày nào cũng nghe. Chồng chị nói thì ra chị có khuôn mặt giống bé nên mới ngày nào cũng nghe nhạc của bé. Nhung hát bài nào cũng được, hát diễn với Trường Sang là cô thích mà, khán giả cũng thích lắm đó. Bé Tuyết Nhung ngày càng xinh đẹp, hát hay. Chúc bé luôn tỏa sáng và thành công trên con đường nghệ thuật, và nhiều khán giả khắp nơi yêu thương ủng hộ. Mẹ Nhung luôn theo dõi và bảo vệ đàn gà con. Con hát mấy bài này nhé, Như Đã Dấu Yêu, Anh Còn Nợ Em, Một Lần Gian Dở Lỗi Lầm, Tình Cờ Gặp Nhau, và một số bài hát rất nhiều người sẽ yêu thích. Nếu song ca với Trường Sang thì hai bé hát bài Thao Thức Vì Em và bài Nếu Chúng Mình Cách Trở. Hai bé hát và diễn với nhau rất đáng yêu, ăn ý, hòa quyện và dễ thương làm sao. Yêu hai bé nhiều nhiều. Và hiện tại rất là nhiều lời chúc mừng tiếp tục gửi đến với Tuyết Nhung. Và rất háo hức với việc MV mà Tuyết Nhung sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới, cũng như chuỗi live show liên tục của đàn gà con cùng với Ba Mạnh Quỳnh vào tháng 4 sắp tới đây. Chúc cho Tuyết Nhung, Thiên Ngân cũng như Quỳnh Trang và những người học trò của Mạnh Quỳnh, Phi Nhung sẽ luôn đồng hành và có nhiều sản phẩm nghệ thuật phục vụ khán thính giả. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã lắng nghe buổi chia sẻ cùng Phúc An TV. Hãy cho Phúc An TV xin một like, một đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ giúp Phúc An TV được tương tác với nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.